cuốn sách Bảo Vệ Bề Ngoài cũng như là đừng có đánh giá mấy anh mà gu đơn giản á, là nhàm chán nha mọi người. Tuy đơn giản nhưng mà người ta tinh tế lắm á, một bước để thành mấy anh em có gu đơn giản tinh tế là rút các em áo thun cổ tròn tối giản M3 này về liền nha. Có 4 màu cho mấy bạn lựa chọn, màu nào cũng dễ dàng sáng tạo outfit hết trơn á. Mấy màu trầm tối thì có đen nâu xám, trendy một xíu là có xanh lá nha. Chất liệu là vải thun gân với cấu trúc dịch độc đáo, họa tiết theo ngay trước ngực áo rất là tinh tế luôn. Em này mà mọi người có thể kết hợp cùng quần sọc đi cà phê cùng bạn bè, hoặc là quần dài để đi học là đi làm cũng ok lắm nha. Nhớ ghé đến Nhâm Mi để sắm em nó nè.